Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Chị Store. Và ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu với tất cả các bạn một mẫu loa kéo mà bán khá là chạy trên thị trường hiện nay. Và cũng với giá thành cũng khá là bất ngờ, chưa tới 2 triệu đồng thì bạn đã sở hữu được nó. Với điểm mạnh của mình là hệ thống thiết kế loa bass 12 inch cho chất lượng âm thanh tuyệt vời, loa Valley Tem Instinct 297L ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường hiện nay. Điểm nổi bật của con này đó chính là hệ thống xử lý và cho ra âm thanh khá là trong trẻo. Để nói đến chất lượng âm thanh tuyệt vời thì một nguyên nhân nữa đó chính là hệ thống loa Jabil. Sự kết hợp của bộ đôi này đã tạo điểm nhấn cho toàn bộ khả năng phát âm thanh tuyệt vời của con loa Tem Instinct 297L. Thì con này được thiết kế bên ngoài vô cùng là chắc chắn và có tính cơ động rất cao, nhằm bảo vệ những bộ phận quan trọng bên trong và hỗ trợ khả năng di chuyển dễ dàng. Ở phía trước loa được phủ một lớp lưới. Hệ thống của loa được làm hoàn toàn tự động nguyên chất, cho khả năng dẫn và xử lý âm thanh rất là cao và đảm bảo đầu ra cực kỳ là trung thực và sống động. Thì con này cũng giống như người em của nó, đó chính là 297F của mình. Thì cũng được thiết kế củ loa chuẩn có đường kính là 12 inch, được kết hợp với Jabil 5 inch. Và ở phiên bản lần này thì Tem Instinct thiết kế con loa kéo 297L có động cơ cực kỳ là cao, với bánh xe và tay sách kéo dài, rút ngắn như một chiếc vali kéo mini. Thiết kế của con này được tối ưu hóa với sự nhỏ gọn, cho việc di chuyển loa cực kỳ dễ dàng và linh động. Bạn có thể xách chiếc loa này đi bất cứ nơi đâu, có thể dùng trong các dịp như dã ngoại gia đình, đi du lịch cùng bạn bè. Và ở mặt điều khiển thiết bị của loa thì chúng ta có được một nút volume tổng, jack cắm micro và jack cắm guitar là 6.5mm, khe cắm thẻ nhớ SD và có cổng kết nối audio với thiết bị USB, công tắc nguồn và các nút điều chỉnh âm lượng như là echo, bass. Và đặc biệt ở phiên bản lần này thì Tem Instinct thiết kế cho con này còn có thêm một anten thu sóng micro, có thể giúp cho chúng ta thu sóng đường truyền tốt hơn, cho ra âm thanh trong hơn. Và hiện tại con loa vali kéo Tem Instinct 297L đang bán với giá khuyến mại tại chuỗi cửa hàng Linh Kiện Store, đó chính là 1.750.000. Và đối với một mức giá như thế này thì mình cảm thấy quá là phù hợp cho các bạn trẻ cũng như là có thể sử dụng trong các gia đình. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình sẽ test thử cho các bạn nghe một đoạn âm nhạc. Từng giây phút chậm lại, từng giây phút sao quá dài. Để khiến anh nhận ra mình không em hơn. Thì đâu như thế đâu này, trong mấy tình này, mình có yêu em nên không thể làm gì hết. Chỉ cần ta hãy nhận ra, cho nhau những cho thật. Mọi khó khăn cũng chỉ là tự thay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Linh Chị Store để luôn theo dõi những sản phẩm mới nhất cũng như là những ưu đãi cực sốc từ cửa hàng nhé.